tối là gia đình mình ngủ ở bên cái nhà sàn bên kia đúng không? Dạ. Chứ đâu có dám ngủ bên này. Không đâu, nói rồi. Rồi, cái thâu lộ diện rồi. Dạ. Mới là nghề sát nghề sơ. Dạ, nghề sát nghề sơ. Dạ. Đây quê cô đi. Cô úp cái thâu này cho cả nhà xem tí. Đó, nó cỡ tầm này luôn. Canh mít hả? Ừ. Ăn cơm với canh mít vậy thôi hả cô? Dạ. Biết ăn hả? Dạ, cô ăn đi. Ra ngoài này ăn vậy thôi. Một tô vậy là ngồi ăn thôi. Không biết vậy ạ. Ăn không hết đâu. Không có gì ăn hả cô? Không có, ở ăn ngày nào ngày nấy mà ăn gì này. Dạ, con chào cô. Cô đang làm cái gì đó cô? Cắt bắp chuối, cây chuối cho heo hả cô? Dạ. Cho con đeo cái này cho cô chút xíu nha. Cô không biết nói đâu. Cô không biết nói đâu. Cô ơi, cô tên gì cô? Tên người ta thì sống. Dạ? Người ta thì sống. Cô sống. Sống. Đi qua nhà cô sống. Sống. À. Tên thì sống rồi. Không biết hả? Tê thì sống. À, tên thì sống. Tên thì sống. À. Dạ. Không phải sống là sống. Sống. À. Tên thì sống. À, tên thì sống. Tên thì sống cô ha. À. Dạ. Không phải sống là nhà sống. Đi qua nhà sống về. Sống. À. À. Tê thì sống. Đi qua nhà sống về. Cô sớm năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi cô? Không biết tên, không biết tuổi đâu. Không biết tuổi hả? À, mẹ, cha mẹ chết hồi nhỏ. À. Cha mẹ mất từ nhỏ. À. Cô ở trên này với ai cô? Chồng với con. Ở với chồng, với chú hả? À. Chồng gia ca rồi đi chăn bò. Ở với chú, với con. À. Con một đứa, chào một đứa. Là cô chú có một người con ha? À. Dạ. Tôi không biết nói đâu. Chú tên gì cô? Chú bà Pô Xếp. Dạ? Bà Pô Xếp. Chú Xếp. À. Cô sớm. À. Chú Xếp. À. Dạ. Có một người con rồi. À, con là Ca Tê Thiện Ngoan. Ca Tê Thiện Ngoan. À. Gái hay trai cô? Gái. Con gái. À. Con gái cô chú năm nay nhiêu tuổi rồi? Sinh 86 không biết. 86 năm nay mới tưởng không biết. 86. À 86. 86 là hơn số mất 2 tuổi cả nhà. Số mất năm 88. Chị 86. À. Vậy là vào năm nay là vào 38 tuổi rồi. 38 tuổi hả? Dạ. Mình biết sinh là biết. Là tên đó là mình cũng. Chị có gia đình chưa cô? Dạ, đến chồng bỏ. Chồng bỏ. À. Là chị đang ở với cô chú hả? À. À. Chồng bỏ bắt về chồng ở về Sư Giang. Là một đứa con là chồng bỏ. Một đứa con rồi. À. Bé bao nhiêu tuổi rồi cô? Bé sinh 93. Năm 93. 93. Đầu năm 93. À. Đến năm 93 là chắc là 11 tuổi phải hả? Ủa? Mẹ 86 sao con lại 93? À, năm 2003. À, 2003. Năm 2003. Hey. Dạ. Năm 2003 là tới nay là bé 11 tuổi rồi. À. Dạ. Còn cháu là biết tên, biết tôi. Dạ. Cái chuối này là cô chặt ở đâu về? Chùa dưới có nè. Dưới sườn núi này hả? À. À. Cũng cứng nhà cháu này nè. Dạ.
cô chú ở trên đây với con gái. À. Mình gia đình mình ở trên cái sườn núi này được bao nhiêu năm rồi cô? Lâu rồi. Lâu rồi hả? À. Cô nhớ không? Nhớ. Nhà mình có nhà với làng không cô? Có. Có nhà với làng hả? Có nhà làng, có nhà xấu à. Ai làm nhà? Là không có nhà với làng. Có thì có mà không có nhà ở, nhà xấu xấu con à. À, có nhà nhưng mà không ở được, nhà xấu hả? Ừ. Nhà có nghĩa là nhà sắp hư hay sao cô? Sắp hư. Nhà lâu rồi ha. À. Không ở được cho nên là gia đình mình lên trên núi này dựng nhà chòi trên này ở. Ông ơi ở nhà này, mình cũng ở nhà này. Dạ. Ông ở nhà này, mình cũng ở nhà này. Có nghĩa là hai vợ chồng ở trên này đó cả nhà. Mình biết nói đâu. Chú đi đâu rồi cô? Chăn bò. Chú đi chăn bò rồi. À. Bò là cô chú nuôi luôn hả? Nuôi luôn, nuôi tới đây luôn. Cũng cái chăn của ngắn. Dạ, của gia đình mình nuôi hay sao cô? Nuôi chứ sao không nuôi. Mình mua đúng không? Mua chứ. Đồ kia còn cho. Ai cho cô? Con thân ta. Là nhà nước cho hả? Không phải đâu, nhà nước nó cho đâu, mình nhìn vô. Dạ. Người ta có nhìn xác mình đâu. À. Là bò cô chú tự mua? À, bò là nhà nước cho 93. Cho 93 là đứt hai ba con rồi chết hết luôn. À, cho là chết hết rồi. À, chỉ là con cái hai con. Dạ, giờ còn lại hai con hả? À. Ngoài bò ra là cô chú có nuôi gì để mình sinh hoạt cuộc sống không? Không. Không. Nuôi heo chứ? Heo nuôi. Dạ. Mua heo của người ta nuôi. Mua heo nuôi. À. Mình mua heo là mình nuôi bao lâu rồi cô? Chân nào có mua có thì nuôi, chân không có thì không có nuôi vậy. À. Cái này cô cắt như vậy là mình có giã ra cho heo không? Chắc đáp, phải giã ra chứ. Đáp đáp này. À, băm ra. À, băm ra. Dạ đã có nổi. Giã không tay nổi. Băm bằng tay thôi. À, băm bằng tay không à. Dạ. Cô không biết là cô năm nay bao nhiêu tuổi luôn. Nhưng mà Xuân Mắc đoán cô á thì cô cũng vào khoảng năm mấy 60 rồi cả nhà. Tầm đó. Biết gì, bà má chết mà mày không biết đâu. Dạ. Cô ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi, ăn buổi sáng rồi. Ủa, ăn buổi sáng rồi. Rồi bây giờ là 2 giờ, gần 2 giờ chiều rồi. Không có thích ăn nữa. Không ăn nữa? À, ăn chiều thôi, bằng khoảng giờ 8 giờ, 6 giờ, 7 giờ mà ăn. 6, 7 giờ tối mới ăn. À. Rồi không đói hả cô? Không đói là cha ta quân. À. Chỉ là uống chiều một ly trà tắc không hà. À. Trà tắc ở đâu cô uống? Ở quán. Cô mua hả? À. À. Mua ai gì cho? Mua chứ. 5 ngàn. Con có tiền là nhìn đói. Ở đây mình đi xuống dưới làng mình mua hả? À. Dạ. Mình thèm là mình mua mình uống hả cô? À. Thèm mà mua ăn. Thèm mua ăn, uống. Mua uống. Là không thèm mà không có tiền là thôi. Không có tiền là nhín luôn. Là nhín luôn. Dạ. Nhín thích. Thường ngày cô chú nấu mình ăn cái món gì hàng ngày cô? Là đâu? Là con không biết. Tính. Lá đu đủ. À. Rồi ăn với gì? Không có ăn cái gì. Không có ăn với cái gì hết. Như là muốn thích là đồ, là nó là đồ ăn. Không có thích là ăn cùng con. Vậy. À. Thích ăn thì nấu với lá đu đủ ăn với cơm.
như là không thích là ăn ăn ba rồi là đăng ra mà Dạ, là không ăn thích. cơm ăn cơm kho À, không không thích ăn lá đu đủ nữa là ăn cơm không. à. Dạ, ăn cơm trắng không hả cô? À, ăn trắng chừ Ăn cơm trắng không vậy có khó ăn lắm không cô? không đâu À, hàng ngày cô vẫn ăn vậy hả? cũng gần về à. Dạ. Con gái cô đi đâu rồi? Chân cũng ngắn, Dạ. chân ngắn À, đi chăn ngắn. à Ngắn hả? à Là chăn dê cô ha. à ngan À. cũng được, còn dê cũng được, Như vậy là cô có nuôi nuôi bò, nuôi bò dê. về 2 con, Dê 2 con. Bò mấy con cô? bò 2 con, Bò 2 con. đâu có nuôi nhiều, già rồi chẳng có đâu có được, đâu có nuôi đâu, À dạ. Rồi nuôi heo nữa. heo là ăn hồi chỗ, Dạ. heo là nhất tân chương là ăn hồi chỗ, À ăn tại chỗ. ăn tại chỗ, không có nuôi đâu, không có trắng rồi, là Dạ. dê là con bò là trắng. À. Con mắt phải nghe kỹ cô nói mình mới nghe được cả nhà. Gia đình mình lâu rồi có ăn cơm với cá thịt không cô? Quá rồi. Không có ăn với cá thịt hả? Không có tiền mua thịt mua cá ăn, con có tiền. Dạ. Hôm qua rắn bò vào nhà cô hả? Bò vào trong nhà trong này. Đúng này luôn hả? Rắn bự không cô? Hả? Con rắn bự không? Không. Rắn gì cô biết không? Gì? Rắn gì cô biết không? Cô biết rắn gì không? Không biết. Không biết hả? Là thấy nó bò vào trong nhà. À. Rồi mình đuổi nó đi hay sao cô? Đi chứ. Đuổi nó đi hả? À. Đi theo ông già đi theo cho ăn cà ăn cỏ sẽ đúng giờ mà cái cốt cốt tân chuông Rắn mà. hả? Cô nói là con rắn nó bò vào nhà đúng À, không? bó tới từng nhà này Rồi rắn đâu rồi? ở trái chứ sao đâu không được đâu. Bỏ chạy hả? À, bỏ chạy luôn. À. Thấy con rắn bò vào trong nhà là bỏ À, chạy luôn. chạy luôn, Không dám ngủ. ngủ đó có được, ban ngày là ngủ được, là ban đêm không ngủ được đâu, ngủ nhà đó nhà đổ này này. À ban đêm không dám ngủ trong này, À, sợ rắn. sướng lắm. Dạ. Nguy hiểm quá cả nhà. Cả nhà thấy thì người đồng bào đó họ hay làm nhà sàn, họ ở trên núi đó cả nhà. Họ hay làm nhà sàn cách mặt đất đó tầm khoảng gần 1 mét. Để làm cái gì cả nhà? Để ngăn rắn nó bò vào nhà. Tại vì ở trên cái vùng núi này hay có rắn đó cả nhà. Nguy hiểm lắm luôn. Ngủ khi mẹ ngủ đó có được. Dạ. Cái nhà sau lưng cô đây này, cái nhà tôn. À, nó nằm ở ngay trên núi này, nó không phải là kiểu nhà sàn thì rắn nó bò vào trong này cả nhà. Cái nhà tôn này là cô chú dựng lên hả? À. Mình tự dựng hả cô? Ừ. Mình tự dựng cái nhà tôn này hả? À. Cô Mua chú dựng cái nhà tôn này hết bao nhiêu tiền? biết Không biết luôn. không biết luôn, Chú làm hả? con thân tài đi theo vợ Con trai đi theo vợ. à, À con trai làm. thân tài làm thằng ốc kia là cũng cha cha ơi đây này cho cái này này À đi làm giùm. nhờ bà con làm giùm. À, Dạ. Và con trai của cô đi lấy vợ rồi để bữa là hai làm. đi làm ba đứa tao 2 đứa gái. Dạ. Có 3 con trai 2 con gái rồi. À. Có hay lên đây thăm cô chú không? Không đâu, Không hả? mình mời thì đi đi thăm, mình không có mời là không đi thăm, Dạ. đi theo vợ mà làm gì vợ mà Ở nhà vợ luôn. hả. Cô chặt cây chuối cho heo xong rồi nè cả nhà. Con gái cô chị cũng mới đi rẫy về. Em chào chị nha. Dạ. Chào anh. Chị lớn hơn em 2 tuổi.
Con mới con năm 88, chị 86, là lớn hơn 2 tuổi. Em yêu nữa hả? Dạ. Ở đây cô với chị cũng trồng trọt chăn nuôi cả nhà. Chuối này mình hái ở đâu quá chị? Chuối này mình hái ở đâu về? Chị đi hái về hả? Ở ngoài núi ngoài kia hả? Một nải, hai nải, ba nải luôn. Bốn nải. Cái này mình để cho nó chín vậy ha. Chuối mình trồng hay nó mọc ngoài rừng chị? Dạ. Chị không có rành tiếng Kinh cả nhà. Chị cười không à. Ở đây số mắt thấy là có năm nải chuối này. Chắc là chị hái ở ngoài núi ngoài kia về. À là sáng chị đi chặt cái cây chuối này đúng không? Chị đi chặt cái cây chuối này xong rồi chị hái mấy cái nải chuối này về luôn. Ở trên núi. Em mua. Hả? Em mua. À chuối này mua hả? Dạ. À. Em tưởng là đi chặt chuối này là có chuối này mang về luôn. Thu hoạch nhờ... khá luôn. Cái này mình mua mình để dành mình ăn hả chị? Mua. Hả? Mua để bán hả? À mua mình ủ cho nó chín để mình bán. Dạ. Dạ. Mấy cái nước là mình đi lấy về là mình để dành trong chai này hả cô? Dạ. Xem chị làm sao nha. Chị không có rành tiếng Kinh. Cô thì nói câu được câu không à. Rau muống nữa hả cô? Dạ. Cho heo ăn luôn. Rồi nó lủng rồi. Có cái thau thôi mà lủng đáy rồi. Cái thau lủng đáy rồi mình sao mình đựng được nữa. Đây cả nhà, gia đình có cái thau thôi mà cái thau này nó lủng rồi. Dạ. Trời ơi. Lủng rồi mà vẫn đựng luôn. Nghèo sát nghèo sơ luôn hả cô? Cô nói nghe thương quá. Bây giờ là mình cho heo ăn đó cô hả? Dạ. Chuẩn bị cho heo ăn. Để cô lấy chuối xong xong bắt cho cả nhà xem cái thau. Nó lủng đáy bên dưới á cả nhà. Bây giờ bắt đầu trộn vô là cho heo ăn đấy cô ha. Dạ. Ủa cô, con hỏi chút xíu nhà mình ở như vậy đó. Hồi nãy cô nói con là rắn nó bò vào nhà vậy nó vào thường xuyên không cô? Nó có vào nhà mình thường xuyên không? Có rắn chứ. Nó hay bò vào lắm hả? Dạ. Nguy hiểm quá. Tối là gia đình mình ngủ ở bên cái nhà sàn bên kia đúng không? Dạ. Chứ đâu có dám ngủ bên này. Không đâu. Nói rồi. Rồi.
cái thau lộ diện rồi. Dạ. Mà là nghề sát nghề sơ. Dạ. Nghề sát nghề sơ. Yeah. Đây cô đi. Cô úp cái thau này cho cả nhà xem tí. Đó. Nó cỡ tầm này luôn. Ở đây họ thiếu thốn nhiều thứ lắm cả nhà. Cái thau họ dùng được thì họ vẫn tận dụng để họ dùng nha. Cô nói cái từ mà con nghe cái con thương luôn. Nghèo sát, nghèo sơ. Nghe e cơ. Dạ. Ủa hả nè. Mình lấy cái chuối này ra cho heo ăn. Cái này mình bỏ vô mình ủ tiếp hả cô? À, bây giờ là bỏ ăn mai. Mai. Mai ăn. Con heo lớn là ăn cái thau này. À. Heo nhỏ là ăn cái bên kia. À. Dạ. Phi phù hợp em. Bắp bắp nhà mình chưa tới kỳ thu hoạch cô hả? Chưa. Năm nay cô trồng bắp được không? Không được. Không được hả? Ít quá mà. Không được mùa cô ha. Ừ. Mấy năm rồi cô trồng bắp không được mùa? Mấy năm nay có 2 năm nay này. 2 năm nay rồi. À. Trồng bắp mình bán có tiền mình mua gạo hả cô? Ủa, không có bán đâu, để vườn ăn không à. À, trồng bắp để ăn thôi. À. Chứ không có bán. Không có bán đâu. Bắp đá không hả? Bắp nếp đâu? Bắp đá không. À. Không có bắp nếp cô hả? Không ạ. Gia đình họ trồng bắp để dành ăn thôi cả nhà. Đi không có bán. Ăn. Không có bán đâu, bắp đá không à. Bắp đá không à. Ừ. Một lần mình thu hoạch bắp được mấy bao cô? 4 bao, 5 bao gì đó. 4, 5 bao. Ừ. Là để dành ăn. Để dành ăn. Quanh năm luôn. Năm nay với năm ngoái là không có bắp ở trong nhà, không có đâu. À, năm nay với năm ngoái là trong nhà không có bắp luôn. Không đâu. Trời ơi, tội quá. Nó chết hết hả cô? Dạ. Nắng quá cô ha. Nắng bây giờ tháng này này. Dạ. Tháng 8 còn nắng quá mà. Nắng quá bắp nó không có sống được. Cái chân đoạn này nghe sắc nghe sơ. Trong nhà không có bắp luôn. Không có bắp luôn. Dạ. Tội quá. Buổi tối ở dưới thường. Thường bắp ăn. Dạ. Buổi tối là nướng bắp ăn hả? Cô nói gì? Con có hiểu hả? Dạ. Con nghe không rõ rồi. Cả nhà thông cảm cho tôi mắc một chút xíu nha. Tôi mắc từ Sài Gòn về đây nhiều khi cũng nghe chưa rõ tiếng bà con đồng bào lắm đâu. Nghe cô được câu không cô ơi? Con nghe. Dạ. Dạ. Chị đi rẫy về cái là chị phụ cô làm luôn. Nuôi heo. Ở đây nuôi heo cũng không có bán đâu nha cả nhà. Họ nuôi heo đó, nuôi heo là nuôi chung. Và ví dụ như là người ở trong trong làng á, có nằm xuống á, thì họ lấy heo họ làm đám cả nhà. Chứ họ không có bán nha.
cũng không có heo để bán nữa cô ha. Dạ. Chút dọa này. Trộn thêm cám cô ha. Dạ. Cám là mình về làng mình mua hả cô? Dạ. Một bao cô mua là bao nhiêu tiền? 200. 200 ngàn một bao. Rồi một bao cám heo nó ăn được bao lâu cô? Nửa tháng. Nửa tháng. Là hết 200 rồi. Hết 200 rồi. Rồi gia đình mình làm cái công việc gì để có tiền cô? Không, cái là kiếm bậy bạ không hà. Kiếm bậy bạ thôi hả? Kiếm bậy bạ là mình làm những cái gì cô ha? Kiếm là phân ngắn gì đó. Phân bò hả? Phân bò là đánh bán. Kiếm tiền là mua cám heo, bắp ca. Đi nhặt phân bò bán, phơi bán là cô ha? Vào tham quan cái căn bếp của cô xíu nha cả nhà. Bây giờ cô ăn cơm. Có gì ăn không cô? Ăn bây giờ canh bếp người ta cho bữa hôm á, ăn cơm cháo thôi. Canh mít hả? Ăn cơm với canh mít vậy thôi hả cô? Dạ. Biết ăn hả? Dạ, cô ăn đi. Ra ngoài này ăn vậy thôi. Một tô vậy là ngồi ăn thôi. Không biết vậy ạ. Ăn không hết đâu. Không có gì ăn hả cô? Không có. Ăn ngày nào ngày nấy mà ăn như vậy thôi. Ngày nào ngày nấy ăn như vậy thôi. Ngoài mít ra thì mình... ăn với cái món gì hàng ngày mà cô hay ăn cô? Nó hàng ngày không có gì ăn đâu. Không có gì ăn hết luôn. Buổi sáng mua thức là mua ăn cơm, là ăn cơm thế là mua đi chợ tắc không à? Dạ. Yeah. Một ngày là chỉ ăn vậy thôi. Lâu rồi cô có ăn cá không? Không luôn. Không luôn. Tối chú đi chăn bò về là chú ăn sau cô hả? Ăn sau. Sáng chú đi chăn bò mấy giờ cô? 4 giờ. 4 giờ sáng đi rồi. Ừ. Cô ở nhà là nuôi heo thôi. Đau chăm heo. Đau gối đó hả? Dạ. Đau gối. Đau đầu gối. Đau đầu gối không đi được cô hả? Không được rồi. Trời ơi, thương cô quá. Thương á. Dạ. Cô cho con xem qua cái nồi của cô xíu được không? Cái nồi cơm này. Cô ơi. Dạ. Cô dẫn con vô đây con coi tí nha. Coi đi. Đây là cái nồi cô nấu này. Cô mở ra con coi tí cô. Một dĩa chiên. Dạ. Một nồi luôn. Dạ, con chào chú. Chú mới đi chăn bò về hả chú? Dạ. Chú đi từ sáng giờ luôn. Cho con đeo cho chú chút xíu nha. Chú đi chăn bò là xa đây không chú? Chăn bò đó. Dạ. Chú là chú ship hả? Dạ. Chú ship năm nay chú bao nhiêu tuổi chú nhớ không? Con hỏi cô mà cô không nhớ. Cô thế không biết luôn. Quên rồi. À, chú cũng không biết luôn. Dạ. Chú đi chăn bò sáng giờ chắc cũng mệt chứ ha. Sáng giờ chú ăn gì chưa? Chưa ăn gì luôn.
Mình đi chăn bò mình không mang gì đi ăn hả chú? Ăn chiều lại. Chiều về ăn lại. Sáng đi ăn rồi đi chăn bò. Chăn bò tới chiều luôn. Chiều về nhà mới ăn. Dạ. Nhà mình nuôi mấy con bò chú? Nhà mình chú nuôi mấy con bò? Bò đó. Nhục đó. Dạ. Đi chăn bò về rồi làm điếu thuốc hả chú? Dạ. Chú lấy cái vỏ bắp á cả nhà. Chú cuộn lại chú làm điếu thuốc chú hút. Cái vỏ bắp chú hả? Dạ. Cô chú nhìn rất là hiền cả nhà. Chú ít nói. Chú ơi, hôm nay con tới con thăm cô chú. Nãy giờ trò chuyện với cô. Chú đi chăn bò chờ mãi giờ chú mới về này. Dạ, con tới con thăm cô chú thì con có mang theo một cái phần quà của Mạnh Thường Quân gửi cho bà con mình. Cho bà con miền núi mình đó chú. Dạ. Có ai lên đây tặng quà cho cô chú không? Từ trước tới giờ có ai lên trên này tặng quà cho cô chú chưa? Chưa. Chưa hả? Ừ. Dạ. Chưa có quà đâu. Chưa có quà nào hết? Ừ, có. Hôm nay con lên con tặng quà cho cô chú vui không? Ừ. Hôm nay con tặng quà cho chú vui không? Ta không hả? Ta thiên. Dạ. Ta không hả? Tặng không. À. Tặng à, chú hỏi Xuân Bắc là tặng không hay là trả tiền? Chú ơi, cái này là món quà của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân gửi con, nhờ con mua cái phần quà này. Con đi lên trên những cái vùng núi ở trên này nè, gửi tặng cho bà con miền núi mình. Dạ, cho bà con khó khăn ở trên núi. Ít có dịp xuống làng đó. Rồi con mua một phần quà con gửi cho chú, cho cô, cho chú này, cho chị nữa. Một phần quà gồm 10 kg gạo này chú, 2 thùng mì, 10 kg gạo. Còn nhiều thứ lắm. Chú vui không? Vui. Cô vui không cô? Cô vui, cô vui. Nghe vui cô vậy? Nghe Xuân Bắc kể phần quà ở trong này với chú là cô ngoài cô vui. Nói vui à. Dạ. Là người khác nghe sợ có vui á. Dạ. Chú hút xong thuốc rồi chú ra ngoài con tặng quà cho chú nha. Thương chú quá. Cô chú ở trên này á. Không nữa. Đây nè. Hồi trước giờ không có ai lên đây tặng quà cho cô chú. Chú còn hỏi Xuân Bắc là tặng quà có trả tiền không? Dạ. Hồi nào giờ đi quay chưa có ai hỏi con như vậy luôn á chú. Dạ. Chỉ có chú mới hỏi con vậy thôi. Dạ. Bữa trước Xuân Bắc tặng cái xe đạp cho một bé học sinh miền núi. À, mẹ của bé cũng hỏi Xuân Bắc là trao quà có nợ tiền không? Thì đây là cái tâm lý của bà con miền núi nha cả nhà. Họ chưa bao giờ được tặng quà và họ chưa bao giờ được nhận những cái phần quà hết á. Cho nên là họ khi mà họ nhận được cái phần quà họ lo sợ cả nhà. Họ lo sợ là không có tiền trả. Quà này là con tặng không chú. Cô chú không phải trả tiền gì hết. Dạ, cô chú chỉ nhận quà và mình để dành mình ăn thôi. Chú nha. Hồi nãy con nói là con tặng quà cho cô chú. Cô chú có nghĩ con nói xạo cô chú không?
chồng về chồng nói vậy. Dạ. À, chồng với ông ba nè. Dạ. Chú ít nói. À, có cô nói thôi. Bây giờ thấy quà vui không cô? Vui. Con xin phép chú nha. Dạ. Con đeo cho cô tí nè. Bây giờ là thấy quà rồi vui cô ha. À. Chú vui không? Vui. Chú cười nhìn thấy thương quá cả nhà. Ngoài hai cái phần này ra thì con gửi cho cô chú 1 ký cá cơm khô. Cái này không phải trả tiền nhá. Cô chú chỉ nhận quà thôi. Cảm ơn. Cái này con gửi tặng không? Không tốn tiền. Thấy thương quá, cô chú hỏi là nhận quà có phải trả tiền không? Không có tiền trả. Không có tiền trả hả chú? Dạ, không có tiền mua. Cá này á, lúc nào cô ăn á, cô phơi lên. Lúc nào nắng to á, cô mở ra. Cô mở, cô đổ ra, cô phơi cho nó khô. Thì mình để ăn được lâu. Cô chú nha, lúc nào mình ăn thì mình cứ lấy ra mình ăn từ từ. Còn lúc nào mình không ăn á, nắng to mình lấy ra mình phơi cho nó đỡ mốc. À, chưa có khô hả? Khô rồi, nhưng mà cô phơi càng khô càng tốt. Cô nha, tại mình để lâu mà. Dạ, con để đây nha. Ngoài ra thì con gửi cho cô chú thêm 1 ký cá này nữa. Cá này là cá ngân khô. Cô chú ăn cá này bao giờ chưa? Chưa. Hồi nào giờ không ăn cá này hả? Mới nay là có tiền thì mua 5.000 mua 3 con. Ba con. À, nhưng mà cá này hay là cá nào? Cá này cũng được, cá liệt cũng được. À, có tiền là mua khoảng 2-3 con. À, 5.000 3 con. Còn không có là không ăn. Không ăn. Buổi sáng ông nói là ăn cơm không là 11 giờ đi chăn bò. À, yeah. Ăn cơm không rồi à. Đi chăn bò. Cái cá này á, khi nào cô ăn cô cũng phơi ra. Cô nha. Yeah. Cô phơi khô. Cái này thì là cá khô rồi nhưng mà cô phơi ra thì mình để được lâu hơn. Yeah. Cô ha. Lúc nào mình không là mình phơi khô xong mình bỏ vào trong này mình cất. Lúc nào mình ăn thì mình đành lấy. Yeah. Dạ, con để đây nha. Yeah. Nhà mình còn muối không cô? Hết muối rồi hả? Hết muối à. Bột ngọt có không? Không có. Không có luôn hả? À. Vậy con gửi cho cô chú 3 bịch muối nha. 3 bịch muối. Rồi con để đây cô nha. Cô học mày. Dạ. Cô vui không? Vui. Dạ. Thêm 2 bịch bột ngọt nữa cô nha. Dạ. 2 bịch bột ngọt nữa. Con để bên này. Rồi, tặng thêm cho cô chú 2 chai nước tương. Nước tương này mình có thể cho ăn cơm ăn được nè cô nha. Yeah. Dạ. Cô cầm giùm con 2 chai dầu ăn, cô để đây giùm con nha. Yeah. Đây là 2 chai dầu ăn. Dạ. Đây. Rồi, phần quà nữa con gửi cho cô chú là 10 ký gạo. Đây là toàn bộ cái phần quà ngày hôm nay con gửi cho cô chú của Mạnh Thường Quân gửi tặng cô chú bà con miền núi mình. Yeah. Dạ, đây là toàn bộ phần quà. Cô gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cô nói đi. À, tên gì ạ? Dạ. Yeah. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân gặng tự tặng cho gia đình phần quà. Không biết nói đâu. Không biết nói. Cô không có rành nữa cả nhà. Thôi thì con gửi phần quà cho cô chú, cả nhà thân thương. Phần quà này thì Xuân Bắc... sử dụng cái số tiền của cô Mạnh Thường Quân ở bên Canada. Cảm ơn tấm lòng vàng của cô đã
mở tấm lòng gửi những cái phần quà đến bà con khó khăn miền núi. Con cảm ơn cô rất là nhiều nha cô. Rồi, bây giờ con gửi cái phần quà này cho cô chú nha. Dạ. Bây giờ thấy quà rồi vui cô ha. Vui chú ha. Dạ. Cô chú rất là thật tình luôn cả nhà. Nghĩ gì nói nấy à. Cũng không có câu nệ gì hết á. Rất là vui. Chú cũng rất là hiền luôn. Cô thì chia sẻ rất là thật tình khi mà Xuân Bắc tới tìm hiểu cái cuộc sống của cô chú. Thôi bây giờ con gửi cho cô chú phần quà. Tối nay có gạo này, có mì gói, có cá. Gia đình mình nấu cơm ăn cô nha. Không phải ăn canh với cơm không nữa. Có cá, cô nấu thêm cá ăn cho ngon. Cô ha? Dạ. Dạ rồi con gửi cho cô chú nha. Dạ.